xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe vâng năm mới tết đến rồi phóng quý vị ha mình đang nói là tết tây đó nha chứ không phải là tết âm lịch tết nguyên đáng của chúng ta à, thì à, đại đa số những người nghệ sĩ ca sĩ những người mà làm về nghệ thuật thì người ta bận rộn với lại à, những đêm ca nhạc những buổi trình diễn ở mỹ này thì à, có những buổi trình diễn ở ngoài trời À, ở uh, những cái cộng đồng của người việt nam rồi hoặc là những uh, sòng bài là casino đó quý vị họ tất bật lắm họ chạy chỗ này chạy chỗ kia thì ở việt nam mình nghĩ rằng chắc cũng vậy thì uh, đại đa số là như thế mà thì cũng uh, nhân tiện đây cũng chúc mừng cho con cô sáu là hồng phượng uh, sẽ có một chuyến uh, lưu diễn trời âu người ta thường thường nói là lưu diễn bên mỹ lưu diễn bên pháp hay lưu diễn uh, bên úc đại khái là như vậy nhưng mà con cô Sáu Hồng Phượng này thì lại khác Phải là lưu diễn trời Âu mới chịu à, Có nghĩa là phải 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 có có những cái tiếng đệm cho nó nghe Nó 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 hùng hồn, nó khí thế này kia nọ Hoành tráng, hoành tráng lệ đó Vâng, thì cũng chúc mừng cho Hồng Phượng có một cái show ở bên Pháp Nhưng mà cái show nữa lạ lắm các bạn Cái người bầu show này lúc trước á Thì khi mà đăng Foster có mời ca sĩ Mạnh Đình ở bên Mỹ, trung tâm của Asia. Ngày xưa, ngày xưa Mạnh Đình hay, hay thường ca nhạc của cố nhạc sĩ Anh Bằng lắm các bạn. Nhất là cái bản mà Dàn Thiên Lý làm lên tên tuổi của hai người luôn. Mạnh Đình và Anh Bằng. Dĩ nhiên là Anh Bằng là nổi tiếng trước năm 1975 lâu lắm rồi nhưng mà khi mà cái nhạc phẩm đó có vừa ra đời và nhờ giọng hát của mạnh đình cho nên hai tên tuổi uh, nó giống như là Vượt sáng trên một trời âm nhạc ở hải ngoại thời đó vậy các bạn à, vâng thì quay lại trở lại với lại uh, cô hồng phượng à, cái poster ở bên pháp á, khi mà mời mạnh đình qua hát á, thì uh, thật ra ít nhiều gì trong giới nghệ sĩ á, các bạn người ta cũng biết cái drama của của nghệ sĩ ưu tú vũ linh à, và người ta biết những cái hành động uh, trơ trẽn trăng tráo của uh, hồng nhung và hồng phượng thầu đấm tang như thế nào à, và không chịu sao kê như thế nào thật ra họ cũng biết hết trơn ấy chứ, chứ mà là không đâu có nghĩa là uh, có thể là mạnh đình hay bất cứ người ca, uh, ca nghệ sĩ nào ở hải ngoại người ta cũng biết chút đỉnh thôi nhưng có người thì tìm hiểu nhiều có người thì tìm hiểu ít đại khái là như vậy nhưng đại đa số trong giới nghệ sĩ thì người ta không đồng ý với những cái việc làm của cô Sáu Hồng Nhung và cô Hồng Phượng Vì không thể nào cha người ta mới mất mà đi kiện tụng con gái người ta để giành tài sản với chứ là con gái của người ta. Phải không các bạn ha? Cái chuyện này chuyện dĩ nhiên không ai đồng tình hết trơn Trong xã hội này không ai đồng ý với những việc làm mà nó mất nhân tính như vậy. Nhất là cha người ta là người ân của gia đình của cô Sáu Hồng Nhung mấy chục năm qua. Ừm thì cái poster đó đó lúc trước á, thì có mạnh đình và những ca sĩ khác thì không có hình của cô hồng phượng này ừ. thì à, sau khi xin tiền tài trợ của mạnh thường quân thường thường ở đây các bạn ở bên mỹ cũng vậy ở bên pháp ở bên úc cũng vậy mình nghĩ cũng vậy hồi đó mình cũng có tổ chức nhưng mà mình thường thường mình tổ chức chỉ có một hai ca sĩ thôi lâu thiệt lâu thì mới có mình chỉ có tổ chức một lần là các bạn có hỏi có thể hỏi lại uh, lúc đó mình có tổ chức có anh uh, Tuấn Anh, Như Quỳnh, Tường Nguyên, Cát Ly Quỳnh Vi, có một một uh, một lần mình tổ chức nhiều như vậy thôi còn đa số thì chỉ một ca sĩ hoặc hai ca sĩ ha uh. thì uh, hồi đó, đó thì ít ca sĩ ít có đi hát trong sòng bài lúc có sòng bài chưa có uh, mời ca sĩ nhiều thì uh, những người bầu tèo hay bầu xô á, người ta hay... tại, mình, tại sao mình gọi bầu tèo là mình á, kiểu mà bầu chỗ nhỏ đó Thì mình phải nhờ bảo trợ Như là những người mà làm ăn buôn bán đó các bạn Như là nhà hàng nè Bán đồ supply nail nè Bất kỳ cái gì những là doanh nghiệp Thì mình mời người ta thì người ta ủng hộ cho mình một bàn Thay vì một bàn là có 500 đô thôi, nhưng nhiều khi người ta đưa 700 hay ngàn nó đại khái là như vậy cái cái gọi là tài trợ sponsor Đó. thì uh, lúc uh, mình nói về cái 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 poster mà ở bên pháp á thì uh, lúc bầu show á có in hình Bảnh đình rồi những cái ca sĩ khác nhưng không có ca sĩ hồng phượng khi mà xong hết trơn rồi á thì bắt đầu cái hủy hai một hai hai ca sĩ kia không biết là ca sĩ loco hay là tại vì mình có không... ca Cái... sĩ này cũng thường thôi đấy, các bạn thì đem hình hồng phượng lên đây là một việc làm không đúng nếu mà hồng phượng không phải là một ca sĩ mà có trauma hay này kia đã thì không ai vấn đề gì nhiều khi um, chẳng hạn như là chúng ta mà muốn uh, mời hương thủy đi nhưng giờ chó hương thủy bị một cái vấn đề trục trặc gì quá đi không đến được thì mình mời như quỳnh thế vô à, hay là mình mời người nào có giọng ca quê hương gì đó thế vô để thay thế cái, cái chỗ trống đó à, nhưng mà người ta không mời một ca uh, sĩ mà có trauma giống như là Hồng Phượng, à, cái người bộ show này thật sự là nếu mà nếu mà nó đúng ra đó là không có lương tâm á, là Tại vì nhiều khi mà nếu mà mạnh đình mà biết được á, đứng chung với lại cái cô ca sĩ này thì chưa chắc gì mạnh đình đã nhận lời, à, và hơn nữa à, khi mà mình để ý cái poster này thì đưa cái hình của cô ấy lên trên lên trên chung ngang ngang ngửa với là mạnh định đây là một điều đây là một điều giống như là xem thường ca sĩ hàng a đó các bạn Mình lạ lắm à, các bạn nhiều khi họ nghĩ rằng khi mà đi qua pháp thì hay đi hát ké hay là đi hát chui gì á là hãnh diện lắm miễn sao có có uh, in cái gương mặt của mình ở, ở trên cái poster ở bên uh, À, bên Pháp hay bên Đức bên này kia nọ nhưng không nhiều khi à, tôi thì cũng chưa chắc chắn lắm ha tại vì mình không có cái 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 bằng chứng cơ sở để mà nói thật sự tại vì à, nếu mà nói về visa đi qua bên nước ngoài thì theo tôi nghĩ thôi cũng có thể là tám chín phần trăm là đúng á là cô hồng phượng đi một hai ngày trở về và hát những trong cái à, tụ điểm karaoke quán bar thường thường cái này là visa đi du lịch chơi thôi Đi, 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 uh, um, nếu mà còn uh, mà đi lưu diễn á, thì chúng ta phải có uh, uh, công văn của uh, bộ văn hóa ký rồi qua bên đây đi hát đi kia nọ thì phải trình vấn đại sở thuế IRS để đóng thuế lại à, khái là như vậy tại vì cái 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 visa mà các bạn đi hát á, đi trình diễn đi lưu diễn là bắt buộc phải đóng thuế nó ừ, khác với lại cái visa du lịch. Visa du lịch thì các bạn có thể uh, ngẫu hứng uh, ở trong cái phòng trà tôi lên hát bản hay bản người ta tặng bông cho tôi vậy thôi nó đơn, nó không có nó cũng không có uh, uh, Phạm luật pháp. Nhưng mà khi mà chính thức mà lên poster này kia nọ thì đó là visa theo kiểu mà đi uh, trình diễn á Thì uh, phải đóng thuế đàng hoàng nha, thì nó mới hợp pháp. <laughs> Nhưng mà À, cũng không nên dùng những cái từ ngữ à, nó kịch cọm quá như là lưu diễn trời Âu các bạn biết à, cái cô à, ca sĩ bên Mỹ này à, hay hoặc là Michael Jackson ngày xưa người ta gọi là lưu diễn gần đây thì có Taylor Swift á thì khi mà người ta lưu diễn này là người ta đi hát ở Trung Quốc nè rồi người ta hát bên Việt Nam nè rồi người ta đi qua bên Pháp Đức Âu rồi cái này chỗ kia nó gọi là lưu diễn còn cô này có qua bên kia hai ba ngày rồi về và hát cái kiểu mà hát ké hát in poster lên rồi lấy poster khác làm đi làm lại như vậy là hát vui hát chốn á thì đâu mang thì tại sao phải gọi cái là là cái chữ lưu diễn người ta nghe người ta cười chết luôn rồi một cái nữa là à, vừa rồi thì lại à, tự đem cái hình ảnh của mình lên trên một cái poster của bạn Tuấn Hiền hay tổ chức show ca nhạc trong sân bài Lần này thì anh ấy tổ chức tại Washington. Thì đem hình của cô ca sĩ này, không biết ở bên phía bên ấy nghĩ như thế nào. Nghĩ rằng người ta bên Mỹ này người ta không biết hay sao vậy? Hay là đem cái hình của ca sĩ gắn vào trong cái poster đó để cái kiểu mà à, lên mặt hay là để qua mặt những khán giả ở Việt Nam nhưng ở khán giả ở bên Mỹ thì người ta cũng biết mà rồi sau đó người ta sẽ gọi về Việt Nam và người ta nói Việt Nam thì tất cả mọi người cũng biết thôi nó đại khái là như vậy đâu có làm sao mà giải thư che mắt thánh được không của quý vị không có tên tuổi của mình vậy mà cũng đem tên cái gương mặt của mình bỏ lên trong cái post rồi đó để cho đến nỗi bầu sô Tuấn Hiền phải lên trên không gian mạng và viết một cái status rõ ràng là anh ấy không có quen biết với lại ca sĩ này và cũng không bao giờ có cái ý định là hợp tác hay là mời cái cô ca sĩ Hồng Phượng này qua bên Mỹ này để hát hết trơn á. Các bạn tưởng là qua bên Mỹ dễ lắm mà. Chưa nếu mà nói mà ca sĩ hay người trẻ trẻ tuổi mà xin visa được đi qua Mỹ không không, không có dễ đâu. Thật ra rất là khó khăn với lại những cái người mà tuổi trẻ nè ha. Tại đi qua Mỹ người ta sợ trốn luôn. Ừ. các bạn phải chứng minh là các bạn có uh, công an việc làm ở Việt Nam vững chắc nè, có tiền bạc nè, có nhà cửa nè, Cái đại khái. Uh, tại vì tôi nghe nhiều người qua phỏng vấn qua bên Mỹ này nói với mình là như vậy, thì uh, người ta căn cứ vào cái điểm đó, cái người phỏng vấn mình á, tại uh, tại sứ quán Mỹ á, thì họ nghĩ rằng mình đi du lịch thôi, rồi mình sẽ trở về, à, chứ không phải là mình trốn luôn. Tại mình có công ăn, việc làm, rồi có nhà cửa ở Việt Nam này kia nọ thì mình trốn qua Mỹ làm gì? đó Không lẽ mình bỏ hết tất cả với lại cái tay không đi qua Mỹ sao? Đó là như vậy, thì uh, người ta sẽ xét vào cái điểm đó và người ta cho đi. Tôi nghe nhiều người đã nói như vậy rồi, hoặc là những người lớn tuổi cũng dễ xin visa qua Mỹ. Uh, chứ không phải uh, muốn xin qua Mỹ là là đi được đâu, không phải giống như ở Việt Nam nói rằng uh, muốn đi qua Mỹ cái là xin visa một cái ra bắt đầu cái ra mua vé đi dễ dễ gì sao, không có dễ gì đâu. qua cái những nước khác á, úc hay là pháp á, thì dễ nhưng mà qua Mỹ rất là khó các bạn, rất là khó luôn, chứ không phải là dễ dàng như đây vậy đâu. Uh, trong uh, khi mà Ni và Hồng Loan bay ra tới uh, Hà Nội để làm giấy tờ thì mới biết rằng uh, ở bên kia ha, cô sáu cũng bay ra Hà Nội cũng tất bật ha, cũng đi trích lục cái chữ ký của uh, cố nghệ sĩ uh, để hầu uh, làm cái bằng chứng để muốn uh, hủy đi cái cái uh, những cái giấy tờ mà đã sang tên qua chồng lo như giấy khai xanh hay là những cái uh, giấy tờ quan trọng khác Tôi không hiểu họ nghĩ như thế nào họ làm chuyện chuyện đó chứ nha. Theo như uh, luật sư Vy đã từng nói Cái chuyện đó thì uh, Có thể nói rằng là 99.9% là không thành công rồi Không được rồi Không có ai có quyền gì Mà tước đi cái quyền quỹ giấy khai sinh Của Hồng Loan trừ Là của nghệ sĩ mà thôi Bây giờ thì kêu người ta bằng tu hú Kêu bằng uh, con nuôi, con nuôi chứ không phải con con, con, con ruột Nhưng mà cháu thì cháu ruột à Cháu thì cháu ruột à nghe Con uh, thì con nuôi Tại sao lúc trước á, lúc mà cố nghệ sĩ còn sống á Sao không nói Hồng Loan là con nuôi đi Sao lúc đó không nói với lại uh, cố nghệ sĩ là uh, Anh Năm ơi, lúc mà anh uh, có uh, nhắm mắt về trời Thì Hồng Phượng sẽ đồng sở hữu căn nhà này với Hồng Loan nha anh Năm lúc đó tại sao không nói như vậy đi tại sao lúc đó không nói hồng loan là con nuôi đi không cái không nói hồng loan là tu hú đầu có đã dám nói một lời cũng không dám nói nữa đang ăn nhờ ở đậu mà nhưng mà khi mà người chủ vừa ra đi thì tự nhiên cái nói con người ta là con nuôi nói người ta con người ta là tu hú đội đồng sủ tất cả luôn chứ không đồng sủ căn nhà số 5 thôi rồi còn hai miếng đất kia thì chia chia 5 xe 7 qua trời qua đất tưởng à... À, bà ta là cha thiên hạ mẹ thiên nhiên ở trên đời dưới thế này chưa có bao giờ có một cái vụ kiện mà nó nó quái đản như vậy ngay cả ông thẩm phán cũng nói như vậy nữa không à, theo chúng ta tìm hiểu thì bên à, luật sư viết nhọc cũng có nói chưa bao giờ cái người mà nguyên đơn khi mà đâm đơn kiện người ta tới bây giờ chỉ có ờ năm sáu văn bản vậy thôi và lâu lâu thỉnh thoảng thì có thêm uh, bộ túc hồ sơ vậy đại khái là gì bổ sung thêm một chút đỉnh một hai cái văn bản nữa còn trong khi đó thì hồng loan là người bị đơn mà gửi cho tòa án mấy chục cái văn bản nếu mà tính ra theo các luật sư nói rằng thì hầu như là một tuần một tấm một tuần một lá vậy. À, còn bên uh, nguyên đơn là cô sáu hồng nhung thì dọn vẹn chưa tới 10 là 10 cái văn bản nữa. Tại vì họ có cái bằng chứng gì đâu mà để chứng minh Hồng Loan là con nuôi. Có bằng chứng gì đâu để tước quyền làm con con người ta và quỷ cái giấy khai sinh của người ta. Rồi ơi, bà nghĩ là cái gì bà đòi quỷ cái giấy khai sinh của người ta. Như vậy bên đó là chính quyền cái thời đó cấp giấy khai sinh cho Hồng Loan là những người ăn hối lộ, tham nhũng hay là kia nọ sao. Bây giờ đụng tới chính quyền luôn rồi. Quá trời, quá đất với lại mẹ con của cô Sáu Hồng Nhung mẹ. <laughs> vâng à, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình à, chia sẻ nói về những cái à, tấm poster mà phải nói là thấy 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 nhục luôn á cho cái cái cô hồng nhung và cô hồng phượng này họ nghĩ trong đầu óc của họ có những cái cái thứ mà người thường người ta không dám dám nghĩ tới và người thường không dám làm như vậy nữa nhưng mà chỉ có cô sáu hồng nhung và con cô ấy và bên phía kênh kênh họ suy si tính rồi họ bài vẽ họ mưu mô chứa quỷ họ họ làm những cái chuyện mà giống như là trẻ con vậy đó các bạn họ giống như là lấy giải thư che bất thánh không ai biết được chuyện họ làm hết trơn á quá tệ à, vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe nếu thấy thông tin này hữu ích thì à, nhớ cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh các bạn nha. à, để coi mình thấy có cái này à, có một cái à, trên mạng xã hội có cái này cũng hay hay mà mình muốn chia sẻ đến các bạn trước khi à, mình à, mình ao à, ha à, đây cái đội hình mà xuất sắc của bên phía kênh kênh là ha có có người à, không biết người ta kêu nói gì thành sida vậy là là có cái tội hấp diêm nè ha rồi có tội bom hàng ha là là cái đồ hình xuất sắc bên kia đó có hấp diêm nè có bom hàng nè có kiện con chồng nè à, chồng mới vừa chết kiện con chồng để lấy tài sản à. những người đó họ có tư duy giống nhau lắm thích kiện những cái thứ gì mà không thuộc về họ và họ tranh giành họ nghĩ rằng phải thuộc về họ mới được à. Hấp diêm ha bơm hàng ha kiện con chồng ha kiện cả tòa báo cũ luôn thánh chửi ha phải nể và nể thật cái nhóm kềnh kềnh ở phía bên kia xin chào và hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau